Hello anh em nha, em mới vừa mua xe này của anh khách. Sao muộn? Anh lấy cái tờ này. 209. Bắt 209 nè. 4 cái vỏ còn mới. Lỗi chỗ này ha, lỗi này về anh em sơn lại. Xe của anh chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tới nay không có chạy để lâu, không có chạy, anh chạy xin bán mình luôn. Kiểm cũng gần hết rồi, kiểm còn có 1 tháng nữa hết rồi. Xe thì sơn si còn được. Lỗi như chỗ này 209 thôi. 209 một động cơ 0.8. Rồi xe tài khoản của em đem chuyển tiền luôn. Thì mình mua lại khoảng cũng quá mấy chục triệu thôi. Anh em nào lấy thì mình đưa lại cho ha. Bắt 209, giá này có thể nói là rẻ nhất tại cửa hàng luôn. Em để cho em bán cho anh em luôn. Anh em nào mua về anh em dọn thì giá rẻ, còn em dọn thì anh em cộng vô khoảng 12 triệu nha. Em dọn em thay cặp đèn dưới nè, hai cặp đèn này luôn. Rồi sơn nguyên dàn chân, sơn nguyên cái cửa, làm cửa bọng lại. Vệ sinh nội thất với mua cái mâm rồi lại hết ha anh chị ha. Hiện tại thì xe này được cái dàn ghế đẹp, túp lô túp ly đẹp nè. Dàn ghế túp lô túp ly đẹp. Đó. Để coi cái trần ấy. Được cái là cũ số còn mới tinh. Cũ số còn mới. Đó, màn hình Android xịn nha anh chị nha. Lạnh tay bugi. Màn Android xịn ha, trần lập 5D mới rồi. Trần lập 5D. Cái này dính keo anh chị ha, để lột keo ra nha. Nguyên dàn ghế mới. Đó. Thì mình mới mua là anh có mấy chục triệu thôi. Thì anh em nào lấy thì mình chia lại cho. Xe này để cho anh em mình lại để như thế này bán cho anh em mình 73 triệu thôi anh chị em nha. 73 triệu anh em mình có xe Spark 209 nè, máy cực kỳ im nha. Kính bấm trợ lực hút quái âm thanh màn hình internet Android luôn. Android chà bá luôn. Để anh em mình 73 triệu thôi. Còn em dọn thì anh em cộng 12 triệu vô thành 95 triệu ha. Đó. Rồi ok, anh em nào thích xe này thì liên hệ ngay cho em nha. Được màn hình Android hết cũng hết 700 triệu người ta rồi mà xịn. Gió bọng về cui. Sơn mới là lợi nha, em là em dọn hết cho anh em mình luôn. Có camera hành trình đó nha anh chị nha. Đó, biển 60 xe ngay chủ còn ủy quyền. Anh em muốn rút rút ủy quyền ha. Rồi cảm ơn anh em mình nhiều nha.